đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tam chiêu trên chư tăng. Đức Phật là đức vô lượng từ bi trí huệ viên mãn, ngài đã bèn nghĩ bánh xe sanh tỉnh luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại, đệ tử xin cung kính làm lễ đón đức Phật bảo. Pháp bảo là những phương thương dược có công năng truyền những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ đón đức Pháp bảo. Pháp bảo là những người thường hành theo chánh giáo, các ngài đã mắc quả thánh hay hạnh. Các ngài là những phần vô phạm của quần sanh là thực tiễn của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ đón đức Pháp bảo. Gia nhập qua đường thanh niên ta tạo của hành tâm khác. Xin nghe hộ cho khi tôi biết rằng quý phụ nữ cùng chú Phật tử tất cả người đại là kết cả mặt hợp bởi thực hành thế giới thân của Đức Thế Tôn ngõ hầu sớm đoạn tình cấu tư và tự hành kiến chính đạo và kết hạ và tự nhiên cả từ hôm nay ngoài tổng từ hôm nay xin sẽ tiếp tục quý vị thư pháp để nhận đoạn từ những cái pháp chỗ chúng ta trong đời sống như thế này nha và trong việc thực tế đi bộ đó chính là gì, đó chính là năm kiền sẽ nghĩ mọi kiền cán bởi vì đây là pháp thứ nhất là nó ngăn che chúng ta. Ngăn che chúng ta đi đến thì giải thoát hết rồi, nó ngăn che trí tuệ của chúng ta. Hơn nữa nó còn là mắc có buộc bởi vì nó khiến cho chúng ta trôi lăn trong đời thực sự. Khi mà quý vị đăng ký tham gia có tiền là có một cái có buộc thì có buộc đó gom gọn cũng chỉ nằm trong năm pháp đầu tiên. Và cái pháp đầu tiên chính là tham dục. Tham dục là gì? Tham dục là sự tham dục, sự mong muốn, sự mong mỏi, sự tìm kiếm liên quan đến gì? Những gì mà chúng ta đòi hỏi từ cuộc mong muốn có được liên quan đến gì? Thì đó chính là tham dục. Ví dụ như chúng ta muốn ăn, chúng ta muốn uống, chúng ta muốn ngủ nghỉ và chúng ta muốn ngăn được thì tất cả những cái đó thì lơm gọt lại đa phần chúng ta sống ra đời như tôi nói về cái chuyện thì chi phối lợi thích và ghét thì thích chính là tham và ghét chính là sân. Như vậy cái tham nó chiếm hết một nửa trong đời sống của chúng ta. Và Đức Thế Tôn nói do đâu mà có tham dục? Do chúng ta không thấy suy tư. Khi chúng ta không thấy suy tư thì chúng ta sẽ làm cho tham dục phát triển. Quý vị có thể hỏi cái động lực phát triển của loài người là dựa trên tham dục, tức là con người phải mong muốn thỏa mãn thì con người mới phát triển. Như vậy đó thì sư nói cái tham dục này là ác, như vậy tại sao xã hội này có thể phát triển được? Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, Đức Thế Tôn nói rằng rất là ít là những chúng sanh đó, chung được sanh về cõi người và cõi trời. Rất là nhiều là những chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung đi xuống các cảnh khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và rất là ít là những chúng sanh có chánh tri kiến. Và rất là nhiều là những chúng sanh có tà kiến. Cho nên chạy theo số đông
là chúng ta chạy theo sự sa đọa. Quý vị có thấy là sự vận hành của xã hội này là sự vận hành của tham dục, và nó khiến cho chúng ta phải chạy theo nó. Cái gọi là thỏa mãn chẳng qua là nó lợi dụng và nó khiến chúng ta trở thành những công cụ để thỏa mãn cho người khác thôi. Chúng ta phải làm để chúng ta cung cấp sản phẩm cho người khác, rồi họ chỉ việc cho chúng ta một tí xíu, chúng ta thỏa mãn, chúng ta lại sẵn sàng, chúng ta lao động tiếp. Chúng ta như những con cừu vậy, sẵn sàng cho người khác sáng lên. Có những vị hỏi sư, sao mà mấy sư ở trong chùa, mấy sư có da tốt vậy, mấy sư không có xài kem dưỡng da, không xài các cái sản phẩm gọi là mỹ phẩm, mấy sư không có xài. Mà hình như mấy sư cô cũng không có xài, không tin qua hỏi mấy sư cô thử. Tại sao vậy? Tại vì các sư ở trong chùa tách rời ra khỏi nguồn không khí gây ô nhiễm. Và khi sư đi ra ngoài, sư thấy một điều thú vị là người ta làm cho không khí ô nhiễm, sau đó người ta bán những sản phẩm để chữa trị thứ mà mình bị do ô nhiễm. Những thứ gọi là mỹ phẩm chẳng qua là những sản phẩm chữa trị nguyên nhân do không khí ô nhiễm. Thành ra xã hội này nó giống như là làm cho mình bệnh, rồi mình cố mình làm cho bằng được để mua sản phẩm để chữa bệnh. Nó là một vòng lặp, nó chỉ phục vụ cho một số ít người thôi. Hơn hết nữa, do chúng ta sống trong tham dục, chúng ta làm tất cả mọi thứ để thỏa mãn tham dục. Và trong bài pháp ngày hôm trước sư nói rồi, do tham á, là tâm bất thiện. Cho nên khi chúng ta chết do mãnh lực của tâm bất thiện, chúng ta sẽ đi xuống các cõi khổ. Người ta có thích lý luận như thế nào đi chăng nữa thì người ta cứ lý luận, nhưng mà sự thật là chúng sanh sau khi chết họ toàn đi địa ngục thôi. Thế cho nên Đức Thế Tôn Ngài xuất hiện ở đời, Ngài chỉ cho chúng ta con đường thoát khỏi các dục. Khi Đức Thế Tôn Ngài chứng đắc đạo quả dưới cội Bồ Đề, Ngài đã có ý nghĩ nhập Niết Bàn, không giảng pháp. Tại vì khi Ngài còn là Bồ Tát, cái nguyện của Ngài nó cao siêu lắm, độ tất cả chúng sanh. Nhưng khi Ngài chứng đắc rồi, Ngài mới thấy cái pháp Ngài rất khó để chúng sanh có thể nhận được. Bởi vì con đường của Ngài đi là con đường ly dục, mà chúng sanh là chúng sanh đang hưởng dục. Cái gọi là chúng sanh là sát tá, Pali sát tá, có nghĩa là xá cộng ách tá, nghĩa là cái gì mà dính mắc gọi là chúng sanh. Cho nên chúng ta là những người chìm trong các dục, còn pháp của Đức Phật là pháp đi ngược dòng. Cho nên Đức Thế Tôn thấy pháp này rất khó cho chúng sanh lĩnh hội. Mà nếu như Ngài cố gắng, Ngài dạy dỗ, Ngài truyền pháp như vậy thì nó chỉ khiến cho Ngài mệt mỏi thôi. Bởi vì chúng sanh nghe nó đi ngược dòng đời thì có thể chúng sanh họ sẽ chống đối, họ sẽ phỉ báng. Cho nên Đức Thế Tôn có ý viên tịch Niết Bàn. Lúc bây giờ Phạm Thiên Sahampati mới xuống than khóc, nói Đức Thế Tôn, như thế thì thế gian này nó sẽ trở nên lụ tàn. Xin Đức Thế Tôn vì lòng thương tưởng chúng sanh, bởi vì trong số chúng sanh có những người có con mắt ít bụi, họ có thể nhận lãnh được giáo lý. Cho nên xin Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn mà giảng dạy giáo pháp. Cho nên trong bài kệ Thỉnh Pháp Sư mới có câu là Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, là Phạm Thiên Sahampati xuống nhắc ba lần xin Đức Thế Tôn hãy chuyển pháp luân. Và Đức Thế Tôn khi nghe Phạm Thiên Sahampati nói như thế, Đức Thế Tôn mới xét thấy là quả thật ở trong số chúng sanh
có những người có con mắt ít bụi, có thể lắng nghe giáo pháp. Thì khi đó Ngài mới nhận lời. Và khi Ngài nhận lời như vậy, Ngài đã chuyển bánh xe pháp luôn, và giáo pháp truyền lại cho tới ngày hôm nay. Và khi sư thuyết những lời pháp này là sư thuyết cho những người có con mắt ít bụi. Để chi vậy? Để họ có thể nhìn thấy được, thấy được sự thật bản chất của thế gian này, để chúng ta có con đường đi ra và con đường đi lên. Còn nếu không, chúng ta chỉ chìm đắm trong các dục, chúng ta không thoát được. Đó là sự tai hại của các dục. Xin thưa với quý vị, cái kiếp chúng ta làm người rất là hiếm, rất là hiếm. Mà kiếp chúng ta đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rất là nhiều. Điều đó đã được sư nói ở trong bài kinh, ở trong buổi thuyết pháp trước rồi, sư không nhắc lại nữa. Thì như vậy, làm sao để chúng ta thoát khỏi sự trói buộc của tham dục bây giờ? Cái lý do đầu tiên khiến cho tham dục phát triển mạnh là chúng ta suy tư không hợp lý. Suy tư không hợp lý ở đây là ayoniso manasika. Tham dục có nhiều, nhưng mà trong chú giải nhắc đến nam nữ thôi. Tại vì cái dục của nam nữ là cái dục mạnh nhất trong số tất cả các dục. Thì mình chỉ cần từ đó mình có thể mình tính ra những cái dục khác đều được. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói: này các tỷ kheo, ta không thấy một sắc nào, tức là một cái hình ảnh nào, ngự trị và xâm chiếm tâm lý người đàn ông như hình ảnh người đàn bà. Ta không thấy một âm thanh nào xâm chiếm và ngự trị người đàn ông như âm thanh người đàn bà. Ta không thấy một cái mùi, một cái vị, một sự xúc chạm nào xâm chiếm tâm trí người đàn ông như mùi, như vị, như sự xúc chạm của người đàn bà. Và ngược lại như vậy, này các tỳ kheo, ta không thấy một hình ảnh nào xâm chiếm và ngự trị trong tâm người đàn bà như hình ảnh người đàn ông. Ta không thấy một âm thanh nào xâm chiếm và ngự trị người đàn bà như âm thanh người đàn ông. Tương tự như vậy, ta không thấy một mùi, một vị, một sự xúc chạm nào xâm chiếm và ngự trị tâm trí người đàn bà như mùi, như vị, như sự xúc chạm của người đàn ông. Cho nên trong các cái dục thì dục về giới tính là cái dục nặng nề nhất. Chính vì như vậy, ở trong chú giải chủ yếu là nhắc về các dục nam nữ. Rồi các cái dục khác chúng ta có thể tùy theo đó mà chúng ta áp dụng. Như vậy đó, cái ayoniso manasika đó, suy tư không hợp lý hay là không như lý tác ý, có nghĩa là gì? Cái gì vô thường mình nghĩ là thường, cái gì là khổ mình cho là hạnh phúc, cái gì là vô ngã, không phải ta và của ta, mình lại cho đó là ngã, là ta, là của ta. Cái gì bất tịnh, mình lại cho đó là tịnh. Như vậy là chúng ta không suy tư hợp lý. Cái vô thường mà mình cho là thường đó là gì? Cái thân thể này, cái nhan sắc này là vô thường, mà mình cứ cho là thường. Rồi từ đó mình cố mình nuôi dưỡng, mình cố mình chăm sóc nó. Rồi tới hồi nó già, mình chịu không nổi, mình không tin, mình không muốn, mình cố níu kéo tuổi thanh xuân. Rồi ngay cả những người khác phái cũng vậy. Bản thân cái sắc đẹp của họ là vô thường, mà mình cứ nghĩ nó là thường. Rồi từ đó mình mê luyến. Chúng ta thích sở hữu, chúng ta không thích thuê mướn.
Nhưng quý vị có biết là khi chúng ta thương một người nào đó, có nghĩa là chúng ta chỉ thuê họ trong vài năm thôi. Giỏi thì thuê được vài chục năm, nhưng mà kẹt một cái hợp đồng thuê á, là không cho trả. Chứ còn xài nó thì lấy một bà vợ là hoa hậu, xài vài năm là cũng chán nè. Tại vì á, nó không chỉ nhan sắc, mà nó còn cái tính cách, còn những cái cư xử, còn những cái ở đằng sau đó nữa. Chứ đâu phải chỉ có một cái túi da đẹp như vậy là hết đâu. Có một cô, cổ là hoa hậu, cổ từng là hoa hậu, mà bây giờ nhìn cổ là nhìn không ra. Tại bây giờ cổ là một cái bà, người ta gọi là bà thím, tức là U40, cái tướng nó phớp pháp, coi như là ba dòng như một. Đây gọi là bà thím. Tại sao hồi xưa là hoa hậu mà bây giờ vậy? Rồi bả phàn nàn là bây giờ ông chồng chạy theo bồ nhí. Tại vì cô bồ nhí là cổ ba dòng nó khác biệt, còn bây giờ bả là ba dòng như một. Bây giờ cái cách tốt nhất đó là gì? Cho ông chồng lấy cô bồ đó, cứ cho ông lấy. Tại sao vậy? Tại vì cái cô bồ cổ không phải lo chuyện gia đình, còn cái bà này á, bà thím này, bà lo chuyện gia đình, bà lo chuyện chồng nè, chuyện con nè, chuyện nhà cửa, chuyện tiếp đãi họ hàng, chuyện làng trên sóng dưới. Nhà không tự nhiên mà sạch, cơm không phải tự nhiên mà ngon, con cái không phải tự nhiên mà nó học hành cho nó đàng hoàng, bà lo hết. Thì thời gian đâu mà chăm sóc sắc đẹp của mình? Thì từ một cô hoa hậu thành bà thím là chuyện bình thường. Còn cái cô người mẫu thì cổ chỉ đơn giản là ăn rồi cổ lo sắc đẹp thôi. Thì tự nhiên, đương nhiên cổ chỉ có sắc đẹp. Bây giờ muốn thì cứ lấy bả về đi, rồi ngó coi cái con đó nó còn lo sắc đẹp được từ nữa hay không. Cái cách trả thù tốt nhất là để cho nó xấu, xấu như mình là lúc đó thấy cảnh. Cho nên cái vô thường mình nghĩ là thường, mình không biết mình chỉ là hợp đồng thuê mướn có thời hạn thôi. Nếu như chúng ta biết cái con người này mình chỉ mướn có một thời gian ngắn thì nói thiệt là mình rất nản để mà mình phải đầu tư nhiều tới như vậy. Rồi đó là chưa kể là mình không thấy được những vấn đề đằng sau. Thương nhau mình chỉ thấy vấn đề tốt thôi, còn chuyện xấu mình không bao giờ mình thấy. Lấy nhau rồi mình mới chân hững. Lúc đó đó, gà gọi là đại bàng nha, đại bàng thành con gà mái dầu. Còn cái con mèo con á, nó thành con sư tử. Thì lúc đó mình mới chân hững. Cho nên vô thường mình coi nó là thường. Rồi khổ mình coi nó là lạc. Đời sống hôn nhân, quan hệ nam nữ nó chỉ vui có một chút xíu thôi. Đó này, vui 3 tiếng, buồn 3 năm mà khổ một đời. Nó vui có chút xíu hả? Mà nó khổ. Nhưng mà thiên hạ vì một chút xíu vui đó, họ sẵn sàng họ quên cái khổ. Cho nên cái khổ thì người ta lại cho đó là hạnh phúc. Về hỏi thử ba má quý vị. Còn những cô bác lớn tuổi thì có thể trả lời luôn. Lấy ổng rồi sướng hay khổ? Khổ muốn chết, sướng khỉ gì. Hoặc là những cô chú lớn tuổi có thể trả lời luôn. Còn những bạn trẻ có thể về hỏi ông cha của mình. Lấy bả rồi sướng hay khổ? Khổ muốn chết chứ sướng cái gì. Đó. Nhưng mà mình chỉ vì một chút xíu mật ngọt thôi, một chút xíu cái vui, mình sẵn sàng quên hết. Thì cái khổ mình lại cho nó là hạnh phúc. Cái không phải là của ta, mình lại cho nó là của ta. Bởi vì nếu như đó là của mình thì mình muốn nó phải luôn luôn là của mình. Cái nhan sắc này là của mình thì mình muốn nó đẹp hoài, nó phải đẹp hoài, nó không được già. Mình phải có quyền điều khiển nó chứ. Đó. Rồi bà vợ, nếu như bả là của mình á, mình muốn bả là con mèo con thì nó phải cứ là con mèo con, đừng bao giờ làm sư tử.
nhưng không có được. Rồi hơn nữa, nói một chuyện còn rụng rời nữa. Mình thương nhau, cứ cho như là mình thương nhau cho tới khi mình chết đi. Qua đời sau kiếp khác nó lấy đứa khác, đâu có thương mình nữa, họ lấy người khác, đâu có ở chung với nhau nữa. Quý vị có biết là một trong những yêu cầu để đời này là vợ chồng, đời sau vẫn là vợ chồng là gì? Một trong những yêu cầu căn bản là từ sau khi kết hôn cho đến khi chết, không bao giờ nghĩ về một người khác phái nào khác ngoài vợ hoặc chồng của mình. Làm được chuyện đó không? Mình phải chung thủy từ trong tư tưởng cả một đời thì quả mai đời sau còn là vợ chồng. Còn khi mình không làm được điều đó thì đời sau lấy đứa khác. Cho nên đâu phải của mình. Rồi cái bất tịnh mình lại cho nó là tịnh. Đó là gì? Cái mà quý vị quán ngày hôm qua tới giờ. Một cái túi gồm có thịt, gân, xương, tủy, mật, đàm, tim, gan, mũ, máu, mồ hôi, phẫn, nước tiểu. Một cái túi bầy nhầy đó, đó nó là bất tịnh, mà mình lại cho nó là tịnh, nó là đẹp. Thì khi đó là suy tư không hợp lý. Mà khi chúng ta suy tư không hợp lý như vậy, nó sẽ làm nguồn thực phẩm cho các dục, nó làm mồi cho các dục. Chúng ta thấy cái người đàn ông đó, người đàn bà đó đẹp quá, mình mê quá. Tương lai họ có già hay không mình không cần biết tới. Thế. Rồi cái tính cách họ như thế nào mình không cần biết tới. Mình chỉ muốn cái sự sung sướng ngay trong lúc hiện tại thôi. Cái khổ đằng sau đó mình không cần biết tới. Đó. Rồi những thứ bất tịnh ở đằng sau mình không cần biết, mình chỉ cần cái túi da bên ngoài nó đẹp là đủ rồi. Thì chính những cái đó nó làm mồi cho các dục. Xin thưa, tại sao mình nhìn một cô hoa hậu mà mình thấy đẹp để cho tham dục mình sanh khởi được? Là bởi vì mình không thấy bả ngồi chằn hãn, ngồi ngoái mũi, không có thấy. Những cái lúc nó xấu tàn canh gió lạnh mình không có thấy. Nó lên hình nó chụp toàn là đẹp lộng lẫy không à. Còn mình thấy một anh đó nó dễ thương, nó đẹp. Mà mình có bao giờ mình thấy một cái ông mà ông mặc quần xà lõn, ông ngồi phe phẩy, ông móc mũi không? Cũng đâu có thấy. Có nhiều khi ông ngồi ông gác chân, ông móc cái chân, ông đưa lên mũi ông hửi, mình cũng đâu có thấy đâu. Mặc rõ ràng có mấy ông vậy không? Mà tại sao mà mình thích được, mình thương được? Tại lúc đó mình không có thấy. Đó. Mà khi mình không có sự suy tư hợp lý, nó sẽ làm mồi cho dục. Gặp nhau toàn là diện bộ đồ cho thiệt đẹp không à. Thì đó, nó làm mồi cho dục. Thế cho nên, Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta quán cái bất tịnh tướng. Để chi vậy? Để chúng ta thấy được sự thật. Chỉ khi nào chúng ta thấy được sự thật á, chúng ta mới buông bỏ được các dục. Tôi nói nếu như mình thương một người mà thương thiệt á, mà cái người này á, bị tạt axit từ đầu tới đuôi, da thịt nó dính lại vô nhau, nằm một chỗ mà mình cũng còn thương, thì cái đó sư tinh thương thiệt. Tại lúc đó không còn cái chỗ nào nó đẹp được hết trơn. Nhưng khi chúng ta không có quán bất tịnh tướng, nó sẽ làm mồi cho tham dục. Còn quán bất tịnh tướng như thế nào thì sư đã hướng dẫn rồi trong phần tùy quán thân. Quán từ trên xuống dưới. Trong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, mật, đàm, tim, gan, mũ, máu, mồ hôi, phẫn, nước tiểu. Mình phải quán. Cái cách quán, ví dụ như chúng ta quán cái bộ xương, thì mình không đơn giản mình chỉ nghĩ xương là xong, mà chúng ta phải bắt đầu suy tư từ ở trên nè. Đây xương trán nè, xương trán, xương xương đỉnh đầu, xương mỏ ác nè, đó
rồi xương hốc mắt nè, xương mũi nè, răng nè, bắt đầu là mình thấy được cái sọ của mình, cái xương sọ, mình phải thấy được cái xương sọ, rồi sau đó mình quán xuống đây là xương cột sống nè, đó, rồi bắt đầu là xương quai xanh nè, đó, rồi xương cột sống nè, đó, xương tay nè, xương cẳng tay, xương ngón tay, hai bên xương, mình phải thấy được bằng tâm định của quý vị. Quý vị có thể thấy được xương bàn tay, rồi xuống dưới xương lồng ngực nè. Nếu mà quý vị chưa rõ thì có thể sờ xương lồng ngực nè, xương cột sống nè, đó, xuống dưới xương chậu nè, rồi xương đùi nè, xương đầu gối nè, xương cẳng chân nè, xương bàn chân nè. Rồi sau đó chúng ta quán từ trên xuống dưới, chúng ta sẽ nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy một bộ xương. Liên tục nhìn như vậy, lúc bây giờ chúng ta chỉ thấy một bộ xương. Khi chúng ta thực hành quán bất tịnh một cách liên tục và lâu dài, ví dụ như chúng ta quán cái tướng bộ xương, thì lúc bây giờ trong tâm của chúng ta chỉ là một bộ xương nó đang cử động, nó không có da thịt, nó không có gì hết, nó chỉ là một bộ xương đang cử động, thì chúng ta sẽ không còn tham dục nữa. Nếu quý vị thực hành một cách đúng đắn, rồi sau đó khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta nhìn người khác, chúng ta cũng thấy đây là bộ xương. Bắt đầu nhìn từ xương sọ nè, đó, xương cổ nè, xương quai xanh nè, xương tay, xương ngực, xương cột sống, xương chậu, xương đùi, xương chân. Khi đó chúng ta nhìn người khác, chúng ta cũng chỉ thấy một bộ xương nó đang đi, nó đang di chuyển thôi. Lúc bây giờ giống như chúng ta nhìn xuyên qua, chúng ta chỉ thấy một bộ xương đang cử động. Khi chúng ta thực hành quán một cách thuần thục như vậy, tham dục sẽ không thể sinh khởi. Thế cho nên Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta 6 pháp đoạn trừ tham dục, mà trong pháp thứ nhất chính là học tập về bất tịnh tướng. Đó là cái mà sư vừa nói cho quý vị. Chúng ta phải học tập cách thức để biết, để quan sát về bất tịnh tướng. Và cái thứ hai là chúng ta phải thực hành quán bất tịnh tướng. Ví dụ như quán tướng bộ xương, chúng ta phải thực hành liên tục như vậy, một cách thường xuyên, cho đến khi nào? Cho đến khi chúng ta có thể thấy được một bộ xương đang ngồi, một bộ xương đang di động. Chúng ta cử động như thế nào cũng thấy là một cái bộ xương nó đang cử động. Cho đến khi chúng ta nhìn người khác, chúng ta cũng chỉ thấy là một bộ xương. Chúng ta không thấy cái sắc đẹp của họ nữa, chúng ta không thấy y phục của họ nữa, chúng ta không thấy da thịt của họ nữa, mà chúng ta chỉ thấy một bộ xương đang di động. Như trường hợp vị tỷ kheo sư đã kể cho quý vị ở thời pháp thoại trước, khi vị ấy liên tục quán bộ xương, khi vị ấy nghe tiếng cười của người phụ nữ, vị ấy nhìn lên thấy cái răng, rồi từ đó đó vị ấy bắt đầu quán và thấy cái đầu lâu, rồi thấy xương cột sống, đó, xương ngực, xương sườn, rồi bắt đầu đi xuống từ trên xuống dưới, vị ấy thấy lúc bây giờ chỉ còn một bộ xương đang di chuyển. Lúc bây giờ không còn người phụ nữ nữa, thậm chí vị ấy còn không biết đó có phải là phụ nữ hay không, bởi vì lúc bây giờ trong tâm vị ấy chỉ thấy một bộ xương. Khi định của quý vị trở nên thâm sâu, quý vị có thể làm được như vậy. Lúc bây giờ nếu quý vị nhìn kỹ một người nào đó, quý vị chỉ thấy có một bộ xương. Thì khi chúng ta thực hành liên tục như vậy, tham dục nó được đoạn trừ. Rồi gì nữa?
Cái thứ ba là chúng ta phải thu thúc và hộ trì các căn. Nghĩa là mắt bớt nhìn, tai bớt nghe, mũi bớt ngửi, lưỡi bớt nếm, thân bớt xúc chạm, ý bớt suy tư. Mắt bớt nhìn là sao? Đừng nhìn người khác phái. Một vị tu sĩ khi mà nhìn đi, khi mà đi thiền, khi mà nhìn chỉ nhìn trong tầm 2 mét thôi. Khi quý vị đi thiền chỉ nhìn trong tầm 2 mét thì như vậy chúng ta có thể biết được ở đằng trước có vật cản hay không. Nhưng chúng ta không cần phải suy tư đây là đàn bà, đây là đàn ông, đây là đẹp, đây là xấu. Cho nên có một số trường hợp sư nói quý vị có thể buồn, chứ nhiều trường hợp sư không nhớ mặt quý vị, tại đâu có nhìn đâu nhớ. Trừ khi nào tiếp xúc nhiều á thì nhớ, chứ còn bình thường không có nhớ mặt. Thì nếu như chúng ta ít nhìn thì nó sẽ giảm thiểu tham dục sanh khởi. Con mắt của chúng ta nó là cửa ngõ cho tham dục mà. Khi chúng ta nhìn, chúng ta chăm chú một hình ảnh người phụ nữ hoặc hình ảnh người khác giới thì nó sẽ làm cho tham dục sanh khởi. Cho nên phải thu thúc con mắt lại bằng cách bớt nhìn. Còn trong trường hợp cần phải nhìn thì phải nhìn trong chánh niệm. Nhìn trong chánh niệm là nhìn như thế nào? Như trường hợp trưởng lão Anuruddha, khi ngài đi, ngài nhìn xuống dưới đất. Khi ngài cần nhìn lên, ngài quyết định ta sẽ nhìn với tâm không ô nhiễm. Sau đó vị ấy nhìn lên. Khi vị ấy nhìn như vậy đó thì vị ấy đã quyết định ta sẽ nhìn với tâm không ô nhiễm. Còn khi tâm vị ấy ô nhiễm thì vị ấy tiếp tục nhìn xuống. Giữ gìn thu thúc các căn của mình. Quý vị có thể thực hành. Khi chúng ta cần nhìn, chúng ta sẽ quyết định ta sẽ nhìn với tâm không ô nhiễm. Mà tốt nhất, cái cách tốt nhất là đừng nhìn trực tiếp. Ví dụ như khi chúng ta nói chuyện với người khác giới, chúng ta có thể nhìn bên cạnh họ. Sư có thấy một trong một lần sư gặp một cô, một cái cô của làm cái nghề gọi là cái lễ tân, hoặc là đại loại như vậy. Khi mà nói chuyện với cổ, mắt cổ rất chuyên nghiệp. Cổ cúi xuống, mắt cổ nhìn một chỗ thôi, cổ nhìn đúng một chỗ thôi, và cổ lắng nghe. Mình nghe, mình thấy là mình biết rất rõ là cô này đó, cổ đang rất trân trọng, rất chăm chú lắng nghe từng lời mình nói. Cổ cúi đầu xuống, cổ lắng nghe. Đó. Thì như vậy là mình đã thu thúc con mắt của mình, mà mình không làm mất cái thiện cảm với người đối diện. Mình thể hiện cho họ thấy là mình đang chăm chú lắng nghe, chứ không phải mình đang nhìn họ. Thì đó là một cách. Rồi mũi bớt ngửi, tức là chúng ta đương nhiên là hạn chế cái chuyện là mình ngửi. Rồi có một số trường hợp như là sư đi ngang cái dãy phụ nữ, mà nếu như mà có một cái mùi nào mà nó vừa chạm vào trong khứu giác, lập tức phải nín thở. Đừng có nói là sư hít mà sư không tham nó mới hay. Xin thưa, thừa nhận yếu thì không ra gió. Rõ ràng thà mình không tiếp xúc, nó không tạo điều kiện cho tham dục sanh khởi. Chứ đừng có nói là sư cứ hít thoải mái là tham dục nó không sanh khởi sư mới giỏi. Mình không có cái kiểu đó. Tại vì sư đã từng có kinh nghiệm một lần là cái mùi, mà cái mùi nước hoa đó. Xin thưa là đối với sư, cái mùi nước hoa là cái mùi thứ cấp, mùi cấp thấp. Quý vị có xài cái channel number 5 đi nữa, sư vẫn thấy nó cái mùi cấp thấp. Nó không lại gì hết đó.
Thành ra quý vị có xịt thơm phức nó cũng không vấn đề gì hết sư. Nhưng mà chết là chết cái chỗ này. Cái này nói ra luôn là xì ra cho quý vị. Đó là có những cái mùi mà cái mùi tự nhiên không xài nước hoa mà nó thơm, cái đó mới là chết. Mà quý vị biết là có lần á, sư cách cánh cửa, mà cánh cửa gỗ, cái mùi tự sư không tiếp nha, sư đứng ở ngoài cách một cánh cửa, cái mùi từ ngoài mà nó đi vào sư đứng hình luôn, không phải chuyện đơn giản. Cho nên đừng bao giờ coi thường các dục, nó sẽ giết mình ở những khi mình không ngờ tới. Mình cứ nghĩ là nước hoa đối với mình là cái thứ cấp thấp, mình coi thường nó, ok không vấn đề gì, tôi chơi cái thứ cao cấp trong con đó. Cho nên phải luôn cẩn trọng thu thúc, bởi mình không biết nó là cái gì đâu nha, mình không biết nó là cái gì đâu. Phải cẩn thận. Lưỡi bớt nếm thì thôi sẽ không nói, thân bớt xúc chạm và ý bớt suy tư. Thì những cái đó, đó là những khi chúng ta thu thúc các căn. Khi chúng ta không thể thu thúc các căn thì chúng ta chết. Giống như cái con rùa, khi mà nó gặp nguy hiểm thì nó thu cái mai nó lại, nó thu cổ, thu chân nó lại. Và Đức Thế Tôn tán thán: này các tỷ kheo, ông có thấy không? Đó. Con rùa đó, khi nó gặp nguy hiểm thì nó thu các bộ phận của nó lại, thu đầu, thu chân nó lại. Thì cũng vậy, vị tỷ kheo khi đối diện với sự nguy hại phạm hạnh, vị ấy phải thu thúc các căn lại. Và thứ tư là tiết độ trong ăn uống. Tức là trong sự ăn uống của mình, mình phải tiết chế lại. Tiết chế bằng cách nào? Thứ nhất là chúng ta phải hủy tướng. Nếu như chúng ta đang tham dục và chúng ta cần đối trị với tham dục á, chúng ta cần hủy tướng. Hủy bằng cách nào? Đem hết tất cả các món đồ ăn á, mình bóp nát, mình trộn lại với nhau, nó thành một cái mớ hỗn độn, cái mớ thập cẩm. Thì như vậy đó, chua, xào, mặn, ngọt, nó vô một đống hết thì nó không còn ngon nữa. Nếu mà chúng ta có bánh ngọt cũng chơi vô luôn, có nước ngọt cũng chơi vô luôn, có chè cũng chơi vô luôn, có dầu ua cũng chơi vô luôn. Khi mà quý vị trộn lên một mớ vậy thì quý vị ăn thử đi. Rõ ràng lúc đó chúng ta sẽ trải nghiệm, đó là gì? Ăn chỉ để no chứ không phải để ngon. Nó không còn vị ngon nữa, mà nó chỉ để no thôi. Bởi vì rõ ràng nếu như chúng ta ăn tuần tự, những thứ đó nó cũng vào trong bụng mình, nó cũng y chang vậy mà. Thì bây giờ mình cứ trộn trước rồi mình ăn thôi. Đó là cách để hủy tướng mà Đức Phật dạy các vị tỷ kheo. Rồi tiết độ ở đây còn là chúng ta ăn á, còn một chút xíu, còn khoảng 4 hoặc 5 muỗng nữa là no, thì chúng ta ngưng, đừng ăn quá no. Còn khoảng 4 hoặc 5 muỗng nữa là chúng ta ngưng. Thì như vậy thì chúng ta sẽ tiết độ trong ăn uống. Hoặc có nhiều vị vị ấy thực hành mà là người cư sĩ tại gia thì làm nấu ăn bằng cách nào? Cho hết tất cả mọi thứ dùng cái nồi luộc sau đó ăn, đơn giản thế thôi. Cần ví dụ muối mắm thì bỏ xịt thêm vô. Mà ở Bắc truyền gọi là cái món La Hán Thái, tức là bao nhiêu đó mình cứ bầm hết rồi mình cho vô cái nồi luộc xong đem ra ăn thế thôi. Thì như vậy mình không còn cái gọi là ngon nữa, đơn giản ăn chỉ để no. Nhắc tới ăn thì do đặc điểm ở đây cho nên là sư cho quý vị ăn chay. Mà khi ăn chay như vậy, sư có dặn bên bếp là
tuyệt đối nói không với các món chay công nghiệp. Bởi vì chay mình phải là thuần túy, nó tự nhiên, chứ không phải mình ăn để cầu ngon. Đương nhiên nấu ngon thì tốt, nhưng mà mình không cần phải mượn các cái món chay công nghiệp, bởi vì nó độc lắm. Sư biết các món chay công nghiệp nó độc lắm, mà mình ăn thì nó cần có sức khỏe hơn. Rồi cái thứ năm á, là chúng ta phải thân cận bạn lành. Người bạn lành là người như thế nào? Là những người luôn nhắc nhở chúng ta trong việc tiết chế các dục, là người không rủ chúng ta làm mồi cho các dục. Thí dụ như các anh đàn ông mà bạn rủ chúng ta đi nhậu, đi tăng 2, tăng 3 là chúng ta biết đó không phải bạn lành. Còn các cô, các bà mà các bạn mà cứ dắt chúng ta đi tám chuyện, rồi đi mua sắm, đi shopping là chắc chắn đó không phải bạn lành. Bởi vì nó làm cho chúng ta làm mồi cho các dục. Có nhiều khi chúng ta đi siêu thị, cái món đó rõ ràng không cần thiết, cái kiểu có cũng được, không có cũng được, nhưng nó đang giảm giá là mua. Nhiều món mình mua chỉ bởi vì nó giảm giá, chứ không phải bởi vì mình thực sự cần. Thành ra đó, khi chúng ta lựa bạn, chúng ta phải tìm kiếm những người bạn nào thiểu dục, tri túc. Chúng ta muốn ít dục thì chúng ta phải kiếm những người bạn thiểu dục, tri túc. Và khi nói, toàn nói về những đề tài ly dục. Và cái thứ sáu là nói và nghe những điều phù hợp, tức là những thứ chúng ta tiếp xúc, chúng ta phải tiếp xúc với những cái nó ly dục. Chứ còn mà chúng ta muốn ly dục mà mình cứ mở TikTok, sư thì sư không, lâu lắm rồi sư không có mở TikTok, sư không có coi. Hồi xưa thì cũng tạo TikTok để đăng mấy cái video cho các bạn, đăng cái video lên trên, nhưng mà sư thấy không ổn. Tại vì trong đó nó là một cái mớ, nó hầm bà lằng, nó rất là ô nhiễm. Thành ra là sư giờ sư cũng không có vô. Còn các bạn thì các bạn đăng bài trên đó thì tùy đó. Và người ta nói là ở trên đó là toàn là người ta là cứ lắc qua lắc lại, lắc tới lắc lui thôi. Sư không có kiểm chứng, mà thôi tốt nhất đừng kiểm chứng. Thì nếu như chúng ta muốn ly dục, chúng ta phải tránh mấy cái đó. Rồi báo mở trang tin ra, mình phải tránh những thông tin nào liên quan tới dục. Thí dụ như người mẫu nè, diễn viên nè, hoa hậu nè, những cái phải tránh. Quý vị biết là có một số vị kỹ tới mức mà đọc tin mà không dám mở hình. Tại mở hình sợ thấy hình phụ nữ, không dám mở. Rồi nghe nói và nghe, tức là chúng ta nói và chúng ta nghe những đề tài nào có nội dung ly dục, giúp cho chúng ta giữ giới được tốt hơn, giúp cho chúng ta hành thiền được tốt hơn. Thì như vậy chúng ta có thể diệt trừ được tham dục. Còn một cách nữa, mà cách này á, là có những cách này là chỉ dành cho các vị tỷ kheo thôi. Tuy nhiên thì sau khi quý vị trình pháp, sư thấy là có thể áp dụng cho quý vị được. Là thứ nhất, để tránh đưa mình rơi vào cái tình trạng là ngoại tình ấy. Tại vì một số vị có gia đình nhưng mà vẫn cảm nắng cảm gió một anh nào đó hoặc một cô nào đó, thì có một số phương pháp giúp cho chúng ta tránh ngoại tình. Hoặc là nếu như quý vị muốn ly dục, hạn chế các dục, cũng có thể làm phương pháp này. Đó là gì? Tránh
để chúng ta rơi vào trường hợp chỉ có một nam một nữ. Dù đó là cái người mình thích hay là người mình không thích, đừng bao giờ tưởng là cái người mà mình ưa thích á, thì mình mới ngoại tình nghe. Tại vì cách đây không lâu có một cô cổ gặp sư, cổ xin sám hối với sư. Là bởi vì cổ nói là con không thể tin được là con ngoại tình đó sư. Con không thể tin được. Tại vì cái người đó nó không phải cái style của con, nó không thuộc cái sở thích của con. Con không có cái gì, cái người đó họ không có cái gì họ hấp dẫn được con hết. Mà con không ngờ được là con ngoại tình với nó. Cho nên có sẽ có những giây phút chúng ta yếu lòng. Thành ra đó, muốn thì phải tránh, tránh tạo điều kiện. Chứ nói một cái người mà nó hơi kỳ nha, là người phụ nữ mình đã có chồng mà mình còn thích thú cái chuyện mà được trai ve vãn nha, đó là một cái bậy. Mà một người đàn ông đã có vợ mà còn mình còn thích thú trong cái việc là thu hút người khác phái, đó cũng là một cái bậy. Mình có thể miệng mình thì nói là mình tôi đâu có ngoại tình đâu, nhưng đó là mình đang chơi với lửa. Cho nên thứ nhất là mình tránh tạo điều kiện, tránh tạo môi trường, đặc biệt là môi trường mà chỉ có một nam một nữ. Đừng bao giờ đánh giá thấp các dục, dù đó là đối tượng mình không ưa thích, nhưng nếu hoàn cảnh thích hợp mình vẫn hoàn toàn có thể ngoại tình. Như vậy tốt nhất là luôn có người thứ ba đi kèm. Một điều nữa là chúng ta phải kiểm soát lời nói của mình. Khi mình nói chuyện ấy, không nhắc đến những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề mang tính là về tính dục, hoặc những vấn đề mang cái tính chất là nó có tình cảm, nó ve vãn, thì chúng ta phải tránh. Xin thưa là với vị tỷ kheo mà nói chuyện cái kiểu đó là dính tăng tàn. Cho nên là quý vị cũng có thể học và mình kiểm soát lời nói của mình. Và một điều nữa, cái này là áp dụng trong trường hợp vị tỷ kheo bị bỏ thuốc. Hồi xưa đã có thuốc kích thích rồi, thì trong trường hợp vị tỷ kheo bị bỏ thuốc thì cái dục nó tăng trưởng thì làm cái gì? Vị ấy lấy đất bỏ vô trong cái pha với nước, lấy đất pha với nước rồi uống. Hồi xưa khi mà sư đọc cái đoạn đó, sư thấy nó hơi bất khả thi. Tại vì cái đất hồi xưa nói là đất ở ruộng, thì đất ở ruộng mà mình nói bây giờ đất ở ruộng mình không có, bây giờ mình không biết lấy đất thường được hay không. Nhưng mà về sau sư phát hiện là lấy đất thường vẫn được. Tức là trong trường hợp đó mình lấy đất pha với nước uống. Mà hồi xưa không hiểu, cứ nghĩ là ủa pha đất pha với nước thì nó làm sao nó chữa được cái chuyện mà mình bị chuốc thuốc ha. Sao kỳ cục. Mà về sau thì sư mới biết tại sao không? Uống cái đó vô là uống giống như là mình uống cái nước dơ. Thượng thổ hạ tả thì lúc đó dục sao nổi nữa mà dục. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu như cái mẹo á, mình uống đồ dơ vô á, lúc đó thượng thổ hạ tả thì không có dục nổi nữa. Thành ra là hồi xưa thì nó ít, nó dơ, nhưng mà nó không có giống như bây giờ. Thành ra bây giờ thì có thể là mình phải nhập viện, một số trường hợp nặng có thể nhập viện. Nhưng mà nếu như mình coi cái chuyện giữ giới á,
là nghiêm túc, thì đôi khi mình vẫn phải tính đến cái đường đó. Tức là có những trường hợp cái dục nó đốt người. Ai từng trải qua sẽ biết cái dục nó đốt dữ lắm. Mà nếu quý vị không biết thì thử đi khóa thiền này, về xa vợ xa chồng 7 ngày, tối nằm chung không được làm gì hết. Quý vị sẽ biết cái dục nó đốt cỡ nào. Nó đốt dữ lắm. Mà khi nó đốt như vậy mình phải làm gì? Nhiều khi cắn răng chịu không nổi. Thì đó là cái chiêu cuối cùng. Bởi vì vị tỷ kheo không giống như cư sĩ. Hàng cư sĩ quý vị có vợ có chồng là chuyện bình thường, nhưng vị tỷ kheo không có làm được chuyện đó. Thì trong trường hợp đó, đây là cái phương pháp cuối cùng. Thì nhờ như vậy, vị tỷ kheo có thể bảo vệ được phẩm hạnh của mình. Còn quý vị trong một số trường hợp mình không gần vợ, không gần chồng của mình, mà mình rơi vào cái trường hợp bị dục nó đốt người, mà mình chuẩn bị mình ngoại tình, mình chịu không nổi, thì sao? Có thể xem xét cách đó. Nhưng sư lưu ý nha, quý vị sẽ trải nghiệm một cái khổ đau đến gần chết. Nó không đơn giản. Nhưng ít nhất phẩm hạnh của mình được bảo vệ. Thì đó là những cách mà chúng ta có nghị lực, có sự nỗ lực, có sự tinh tấn, chúng ta sẽ vượt qua và chiến thắng được các dục. Nó đòi hỏi chúng ta phải thực hành. Khi quý vị thực hành, các dục nó được giảm thiểu, thì chúng ta sẽ không phải uống cái ly nước đó nữa. Còn nếu như chúng ta không thực hành, chúng ta sẽ làm mồi cho các dục, và cái phẩm hạnh của chúng ta sẽ gặp vấn đề. Đó là phương pháp diệt trừ tham dục được Đức Thế Tôn hướng dẫn. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác.